Mấy người xem rồi. Nói chuyện đi mọi người ơi. Xem nào. Không bị câm đâu. Sao chết? Mày gì? Trần Văn Phúc. Ăn rồi ạ. Có gì đâu mà phải mê. Ăn bình thường thôi.
Sao bạn càng ngày càng xinh đẹp thế? Không đâu, xấu thôi. Lê Trường Duy. Có tâm đâu ơ. Tuấn Ly. Không bị câm đâu nhá. Hello, giới thiệu nha. Con bạn đâu rồi nhỉ? Không đi đâu, ở nhà thôi. Trời, cứ ra đi. Mày quay cho tao, mày cầm cho okay. Hello mọi người. Ai cứ tưởng em câm. Không bị câm đâu nhá. Biết nói chuyện. Nó cũng câm hết. Mai lâu xin. Tôi là Nguyễn Trường Duy. Mà bạn quên tôi rồi. Không, không quên đâu. Duy á, à biết mà. Mẹ bạn chào. Chào một cái. Chào. Dân tộc gì kia? Em dân tộc Hơ Mông ạ. Nhà em có. Nhà em có bưởi không đấy? Sắp lấy chồng chưa? Đã chưa. Em chưa lấy chồng đâu. Hơ Mông ở đâu đấy? Em Hà Giang ạ. Em ở tỉnh nào? Tỉnh Hà Giang. Khổ quá. Ừ, thế còn nhận ra nhau chứ? Tên nick fake của tôi bị họ đổi. Ý. Chắc là em Hà Giang đúng không? Dạ vâng, Hà Giang ạ. Hello công ruồi. Không đáng yêu đâu. Mặt sẽ thông ghê. Xấu thôi. Không mong là sao? Mày có phải đẹp? À, không có đâu. Có mà. Dạ không. Làm gì có. Hello. Thế bất cần. Cơm. Dạ ăn rồi. Cơm gây tự. Đã bảo không cơm rồi. Nhà, ở nhà thôi. Dạ vâng ạ. Hoa khôi của Hà Giang mà. Cứ nói đùa chứ. Không sao sau lưng. Em, dạ có, em còn học ạ. Yeah.
Dạ, năm nay học lớp học 12. Học 12 ạ. Em ở Hà Giang ạ. Thì em ở Hà Giang thôi. Có gì đó sai? Có gì sai ạ? À, ta cầm ơi. À, đây. Đây, bạn em nha. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Con ấy càng xinh càng xấu thôi. Thế thôi, bạn em cho anh đi. Xin thứ. Vâng. Đi bình mà, cứ sang đây mà. Đây, bạn em nhá. Xin chào, cái đây khi nào thì về. Ừ, lúc nào về rồi mới ra chơi sau nhé. Tiếp anh lên Hà Giang. Dạ vâng, anh cứ lên. Và nói chuyện nữa à? Dạ chưa có đâu nhá. Vâng, cậu cũng vậy nhá. Hỏi thăm nhau đi mọi người. Sao chẳng có ai nói gì nữa nhỉ? Baby, con nói chuyện nhé. Ờ, con gái trên đấy thường mặc như vậy hả? Dạ không, hôm nay có việc nên là phải mặc thôi. Dạ vâng ạ. Xinh đẹp quá. Bình thường thôi. Không, đấy tối lắm. Em trời. Chào Lương Lương Phứng. Chào Hoàng Quang. Đứa bạn em xinh ghê.
nha, được bạn em đây. Em ở làm sao? Dạ vâng. Chào lưng ứng. Nghe khi tên là cưới. May mắn. Mẹ ơi, nó thế này. Mẹ ơi, cái này nó đẹp. Mình ở Hà Giang ạ. Còn mấy bạn ở đâu đấy? Thì hỏi bạn ở đâu thôi. Đọc cái tên buồn cười quá thì đọc dưới. Đây chưa? Gần Hà Giang xí. Dạ vâng ạ. Đây chưa? Hello, chào tạm biệt mọi người nha. Xin gái Hà Giang ở đâu đấy? Còn ai cũng đang đây. Đây đây. Xin gái ở Hà Giang. Dạ không, xấu thôi ạ. Không xinh đâu. Hôm nào lên Hà Giang. Hôm nào lên chơi. Có tiếp không? Dạ có, lên đi. Lên Hà Giang đi.